Rồi cái nguyên cái dãy số đây các bạn biết nó là cái gì không? Nó không phải là cái dãy số ngẫu nhiên nha, nó không phải là cái dãy số ngẫu nhiên nha, nó là cái mã audit á, nó là cái mã audit nè, các bạn nhìn thấy nè, nó là cái mã audit ha, chứ không phải là nó là một cái dãy số ngẫu nhiên nha. Mình bất cấp hello nó sẽ ra cái mã audit. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận được cái con iPhone 7 mà hello khóa kích hoạt cho chủ sở hữu. Rồi cũng khá là lâu mình không có lên video là ba bát hello mà bằng Tunai Boy á. Thì Tunai Boy có phiên bản là không có cần đăng ký mã SIP luôn, ngon lành luôn, mình tải về mình chỉ game vô máy tính mà mình chạy thôi. Thì con này là con iPhone 7 15.7.3. Thì làm hello trên Tunai Boy á thì mình đầu tiên mình phải đổi số seri, đổi số seri về cái tool nó cho thì mình mới bypass được ha. Rồi mình tải cái tool về nè, tải tool về, tool mới nhất tải về. Rồi cái thư mục này là cả driver với lại những cái file mà mở bọt cần thiết á, tải vừa hết luôn các bạn, tải vừa hết luôn ha. Rồi các bạn tải data nè, mình chia ra là data RAM disk 12, RAM disk 15, RAM disk 16. Thì các bạn coi từ cái con máy mình á là nó mã gì, này mã 9.3 nè, thì mình vô RAM disk 15 mình tải 9.3 thôi, mà nào tải vừa hết mình để dành cũng được ha. Rồi tải về bỏ đâu á, thì tải về thì mình giải nén cái tool iBoy ra, giải nén cái tool iBoy á thì mình sẽ thấy cái thư mục data nè, RAM disk nè, bỏ vô, nhớ là không có giải nén ha, này là không có cần giải nén, cũng không có hỏi password luôn. Nhiều lúc anh em hỏi password thì mình đâu có biết password đâu mà mình cho. Rồi nhớ tải cái thư mục bubble về luôn nha, bubble á về màn hình màu á. Rồi mình tải một số để cái driver, để cài driver để mở cái bọt CDC nè, cài cái này trước nè các bạn, cài cái USB lead OK trước nè, rồi cài cái dio CDC driver luôn, nhớ cài đầy đủ ha, cài đầy đủ rồi mình restart cái máy tính lại là nó mới mở được bọt. Mấy cái này là mình cài để mình về màn hình màu á các bạn, mình mở được cái về màn hình màu, nó cho mình mở bọt rồi mình đổi số seri á, những cái dòng mà 7 đến Phoenix không cần cáp đi CD á. Rồi đồ chơi rồi đầy đủ nè, mình để ngồi để top luôn, Tunai Boy One Lead Caster, rồi cái dây đít để chuyển qua cái lead UK. Giờ mình mở cái tool lên, có nhiều bạn giải nén mà mở cái tool không lên á, thì mình cũng có làm một cái video nhỏ trên short á, thì các bạn lục là các bạn xem được ha. Rồi giờ mình về chế độ bonus, xin lỗi các bạn, về chế độ DPU để mình vô cái bonus gator, rồi mình đổi số seri ha. Thì cũng có nhiều bạn nói là mình là dân địa phương cho nên cái giọng nói mình nó cũng hơi khó nghe, thì các bạn nếu mà không hiểu thì các bạn để lại bình luận bên dưới á, thì mình sẽ trả lời hộ các bạn. Rồi mình mở cái device manager lên nè, rồi driver mình coi nhận đầy đủ chưa, chưa nhận thì nhớ cài driver trên kênh luôn nha. Làm Windows thì mình phải cài được driver chuẩn á, thì tool nó hoạt động tốt. Rồi mở tool lên, refresh thấy depo nè, depo nhận. Giờ mình vô cái bonus ha, enter vô chế độ bonus nè, nhớ bonus gator nha, bonus mà vô bonus gator gì là không có được. Với lại các bạn thường vô bonus cái iBounder cho nó lẹ nè, iBounder thì mình thấy nó chỉ phù hợp với 8 đến iBounder thôi. Mình cũng có làm một cái video về gator Windows chuẩn á, bạn có thời gian thì xem, thì các bạn vô chuẩn thôi mình làm. Rồi mình bỏ cái iBounder qua bên đây, rồi mở cái dây đít lên, rồi mở cái one lead gator lên nè, mở file path enter, rồi nó đợi cái mình chuyển cái về cài cái lead UK, cái lệnh CMD nó đang đợi cái driver lead UK mình dùng dây đít mình chuyển không. Cái đây là hầu như là vô chính xác luôn nha các bạn, dùng dây đít mình chuyển về cái lead UK hầu như là chính xác ha. Rồi mình cứ mở dây đít lên rồi mình chuyển thôi, chuyển về cái lead UK chờ nó cài driver thành công á, thì cái trên cái device manager nó sẽ nó hiện một cái lead UK driver ha. Rồi cho cái file path nó sẽ chạy kìa, các bạn nhìn nó chạy ha. Đó, nó chuyển lên cái lead UK có driver nè. Rồi coi file path, nhớ là gator nha, nhớ là gator nè. Rồi ngon lành luôn nè, bonus gator, đúng bonus gator luôn. Rồi mình trở lại cái tool đó, lúc này cái tool nó chưa có nhận đâu,
mình chuyển lại cái driver mà driver USB á, thì cái tool nó mới đọc được ha, nó mới nhận diện được cái máy. Rồi chuyển qua USB driver, bấm next. Cái này khá là đơn giản, mình nói khá là chi tiết mà có nhiều bạn cũng vô không có đúng ha. Thì các bạn cứ xem video đi, xem video rồi các bạn đừng có tua qua tua lại, nhiều lúc các bạn không có nghe mình nói kỹ á thì nó dễ bị lỗi ha. Rồi boot bubble nè. Này 7 đến iPhone X là không có cần ghép DCSD ha, mình boot trực tiếp trên tool luôn, bấm boot bubble. Là cái tool nó sẽ chạy. Rồi nó sẽ mở cho mình một cái bọt. Khi mình cài đầy đủ driver CDC bọt á thì nó sẽ mở cho mình một cái bọt ha. Nhớ cài đầy đủ restart máy tính lại là nó sẽ mở được rồi các bạn. Rồi mình đợi nè, driver vẫn còn nè, vẫn kết nối với máy, nó không có mất à. Rồi ngon lành luôn, ngon lành cành đào này lên màu, màu gì cũng được, không nhất thiết phải đẹp lắm đâu. Rồi lúc này thì cái driver nó sẽ bị lỗi ha, nó chưa có mở được cái bọt thì mình update lên cái bọt nó thôi. Đây nó báo là đã về màn hình màu thành công nè, bây giờ mình mở cái bọt cho nó. Rồi update driver. Rồi các bạn chọn cái USB serial nè. Rồi nó có khi cái máy tính là hiện DO CDC cũng được luôn. Khi mình chuyển thành công thì chế độ driver nó sẽ hiện cái điện thoại nó trắng trắng ha. Rồi mình refresh nó, cổng cơm chính nó hiện ra. Rồi các bạn open series là mở cái bọt cho nó. Rồi các bạn write thôi, coi đúng số series mình write ha. Này là viết thành công nè, đổi số series thành công. Rồi mình in ok là nó sẽ khởi động về, nó khởi động cái máy lại, khởi động cái máy kiểm tra đúng cái số series á. Rồi mình làm cái bước thứ hai là mình backup hello, giống như là get hello. Rồi mình đợi nó khởi động lên nè. Rồi khởi động lên nè. Rồi mình kiểm tra lại số series. Đúng với số series mà Tunable nó cho là bắt đầu mình backup hello, giống như là get hello á. Rồi ok nè, ngon lành luôn các bạn ơi, ngon lành. Series đã đổi nè, đã viết series thành công ha, trên con iPhone 7. Rồi giờ mình get active nó, backup hello, không có đúng số series thì nó không active được rồi. Get hello nè. Rồi mình chờ nó get thành công á, mình kiểm tra là cái file hello đủ file chưa, rồi mình boot ram disk là get thành công ok nè. Rồi mở lên, kiểm tra cái file hello, mở lên nó đầy đủ file nè, có file đăng nhập allow rồi file active đầy đủ nè. Rồi cái nguyên cái dãy số đây các bạn biết nó là cái gì không, nó không phải là cái dãy số ngẫu nhiên nha, nó không phải là cái dãy số ngẫu nhiên nha, nó là cái mã audit á, nó là cái mã audit nè, các bạn nhìn thấy nè, nó là cái mã audit ha, chứ không phải là nó là một cái dãy số ngẫu nhiên nha. Mình backup hello nó sẽ ra cái mã audit. Rồi backup passcode thì nó ra cái mã exit ha. Rồi giờ mình boot ram disk, rồi mình active cái file hello thôi. Trên kênh mình cũng làm khá là nhiều cái Tunable á, các bạn có thời gian á thì các bạn xem thì các bạn hiểu nhiều hơn. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.
told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why